trải lịch sử ở Hà Nội nha. Trong vòng của mình hôm nay sẽ có tên là Gò Đống Đa nha. Gò Đống Đa là một di tích lịch sử ở Hà Nội nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ Ô Quan Trưởng. Ô Quan Trưởng cũng là một di tích lịch sử ở Việt Nam mình nha mọi người. Và cụ thể hơn là di tích ở Hà Nội mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ hạt màu. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu đỏ nha. Đây là phần màu đỏ đầu tiên của mình nha mọi người. Nhớ đây là phần màu đỏ đầu tiên của mình. Tiếp theo là sẽ đến màu tím nha. Đây là màu tím của mình nha mọi người. Đây là phần màu tím của mình. Tiếp sau màu tím là mình sẽ xỏ màu màu hoặc à màu tím nhạt nha. Mình sẽ xỏ màu tím nhạt nha mọi người. Xin hãy chúc mừng năm mới của tôi. Xin hãy. 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 Xin hãy
Xin chào và hẹn